mừng các bạn đến với kênh nhân quả luân hồi cảm ứng của vị đồng tu ở bắc kinh cũng không thể nghĩ bài ông vừa phát tâm muốn lưu bố chim sát sạm lưu thông chim sát nghệ sự mời tôi viết lời tựa ông còn tìm nhà xưởng để làm bánh xe gỗ này ông có cảm ứng như thế nào vợ của ông khi ông còn trẻ vợ ông mang thai sau khi mang thai năm tháng gần đây không may bị lưu sản trong lòng ông cảm thấy rất buồn bã đến hỏi tôi tôi bèn kể ông ta nghe một câu chuyện thời nhà thanh của một đôi vợ chồng đây là câu chuyện thật cặp vợ chồng này tu thiện tích đức làm rất nhiều việc tốt nhưng Chính đứa con trai của ông chết liên tục Ông ta không sao hiểu được Tôi làm nhiều việc tốt như vậy sao con tôi đều chết hết vậy Kết quả tối hôm đó mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm Ngày đến an ủi ông ta nói Vì ông làm việc tốt Nên ông trời cho ông báo ứng tốt Chính đứa con trai của ông vốn là đến đòi nợ Đều là oan thân trái chủ của ông Hiện nay chúng đều đi hết Ông còn có 5 người con trai 5 người này đều đến để báo ân Sau đó quả nhiên ông sanh 5 đứa con trai Đều rất tốt Đã được công danh Tôi kể câu chuyện này cho vị đồng tu này nghe Ông nghe xong đương nhiên Trong lòng dễ chịu hơn một chút Mấy năm gần đây ông ta in ấn không ít pháp bảo nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu Dù sao cũng là cốt nhục của mình Lại là song thai Sắp làm cha rồi Không ngờ hai đứa con đã ra đi Phải cứu độ hai đứa trẻ này Cảm thấy chúng hiện nay rất khổ Nên đã chim sát Ông chim sát hai đứa trẻ này xem hiện nay như thế nào Muốn hỏi thử Nhưng trong bói nói Nơi chúng đến có ách nạn Quẻ tượng nói chúng đi đến chỗ có ách nạn Có thể đã đọa vào ba đường ác Trong lòng ông ấy rất khủng hoảng Đến hỏi tôi Tôi nói ông nên lập tức lễ chìm sát sám Niệm Phật A-di-đà cầu Bồ-Tát Địa Tạng gia trị Ông đã phát tâm in ấn kinh chìm sát này Tức là cầu Bồ-Tát Địa Tạng Quá thật ông ta rất nghe lời lễ sám Niệm Phật A Di Đà Phát nguyện niệm 24 tiếng đồng hồ Làm như vậy suốt 2-3 ngày Đột nhiên Có một hôm ông cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng Con vợ ông vốn đang sốt nặng liền lập tức hạ sốt Chính ông cảm thấy anh Linh Của hai đứa con đã giáng sanh Tây Phương Chắc là cha con đồng cảm Nên ông có cảm giác này Ông chim sát lại xem linh hồn của hai đứa con Trốt cuộc hiện nay đi về đâu Phải chăng đã giáng sanh Vừa chim sát quả thật không sai Giống như những gì ông cảm nhận được Kết quả nói linh hồn hai đứa con đã giáng sanh cực lạ Ông cảm thấy quả thật không thể nghĩ bàn Nên đến hỏi tôi Tôi nói chim sát luân tướng này Là Bồ Tát Địa Tạng dùng thần lực hỗ trì Chỉ cần tương ưng nhất định là chính xác Không nên hoài nghi thật ra tôi nói như vậy trong lòng cũng có chút hồi hộ tôi nói với mọi người không nên hoài nghi nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo nếu có thể có nhiều điều chứng minh tôi càng yên tâm hơn tôi liền nói với ông ta ông có thể y theo cách trong kinh địa tạng không phải kinh địa tạng có nói ư ừ. nếu muốn biết quyến thuộc sanh vào chốn nào có thể niệm một dạng danh hiệu của bồ tát địa tạng là có thể biết được Tôi khuyên ông ta như vậy và cũng lấy ông ta làm thực nghiệm Vì tôi muốn hoàng dương pháp chìm sát Cần phải có chứng cứ để chứng minh Kết quả ông ta rất nghe lời Nên đã niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một dạng biến Tôi đến ông mộng thấy Bồ Tát hiện thân Cầm đến cho ông một trang vậy Trong đó có viết một ít gian tự để ông ta xem Gian tự đó nói gì vậy Nói anh Linh hai đứa con đã giảng sanh thế giới cực lạc Chúng được thần lực của Bồ Tát Địa Tạng gia hộ Còn nói với ông ta Bản thân ông còn rất nhiều nghiệp chướng Cần phải lễ chim sát sám cho tiêu nghiệp Trong mộng ông ta thấy tờ giấy này hai lần Rất chân thật Khi tỉnh lại ông nói với tôi Tôi bèn nói rằng Ông xem việc này đâu có sai Không sai Kết quả chim sát nhất định là đúng Bồ Tát Địa Tạng sẽ chứng minh cho quý vị Nhưng không chỉ như thế Đến tối thứ bảy Sau khi hai anh linh này đã giảng sanh Ông lại thấy một giấc mộng thần kỳ Thì anh linh hai đứa con ông đến Hai đứa con đã chết của ông Đó là A Duy Việt Trí Bồ Tát Đến nói với ông Hai người họ là Hạ Bối Giảng Sanh Nói cho ông ta biết phẩm vị là Hạ Bối Giảng Sanh Hòa Thượng cũng từng nói Quý vị có thể xác định họ có thể giảng sanh chăng Có hai chứng cứ Thứ nhất là khi họ còn sống nói với chúng ta Bây giờ tôi đã đi theo Phật A-di-đà Thứ hai là họ trở về báo mộng Nói cho chúng ta biết họ đã giảng sanh Hai anh linh này trở về báo mộng cho ông ta Quý vị thấy lại có kết quả của chìm sát Ông ta còn nhờ tôi giúp ông chìm sát Ông sợ mình làm không đúng Nên nhờ tôi bói giúp thêm lần nữa Kết quả giống như ông ta vậy Kết quả hai lần chìm sát Và hai giấc mộng đủ để chứng minh Pháp chìm sát này quả thực không thể nghĩ bàn Cũng chứng minh thần lực Ngài Địa Tạng không thể nghĩ bàn Thiện xảo phương tiện không thể nghĩ bàn Có thể diệt trừ tất cả chướng ngại Tăng trưởng tịnh tính của chúng ta Quý vị xem Pháp môn chim sát trước khi chưa phổ biến rộng Đã có cảm ứng như vậy Đây là Bồ Tát Địa Tạng đã sắp xếp sẵn cho chúng ta Hoàng Cảnh Quang cũng có tâm Hoàng Dương Pháp môn này Tôi tin rằng phàm những ai tham gia Hoàng Dương Pháp môn chim sát Nhất định được thần lực của Ngài Địa Tạng gia trì Nhất định có cảm ứng không thể nghĩ bàn tôi vừa đưa ra trường hợp này cũng đã nghiệm chứng tư tưởng của ngài địa tạng trong kinh Chim sát bồ tát địa tạng nói như thế nào nếu các chúng sanh trong đời vị lai tất cả những gì bói được mà không được kết quả tốt không đạt sở cầu chúng chúng lo ngại khiến cho phiền não sợ hãi Vậy nên ngày đêm thường tinh cần tụng niệm danh hiệu của ta Nếu có thể trí tâm Những gì bói được đều tú Sở cầu đều có kết quả Hiện đời xa rời sầu bi khổ não Tôi vừa nay đến trường hợp của một người Ông ta chính là như vậy Lần đầu tiên bói nơi chúng đến có ách nạn Không lành phải như thế nào Rất nhiều lo lắng Bản thân rất đau khổ Khó chịu Khiến phiền não sợ hãi Nên như thế nào Nên ngày đêm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Ông niệm một dạng biển Tức là niệm suốt một ngày Hình như cậu mới lễ được mấy bộ chim sát sám Nhưng tâm ông ta rất chí thành Kết quả đã thay đổi được vận mệnh Hiệu quả thay đổi vận mệnh quả là rất thù thắng Còn thù thắng hơn cả ông Liễu Phàm hay là ông Vũ Tịnh Ý Vì sao vậy? Đây là Bồ Tát Địa Tạng Gia Trì Là nhị lực pháp môn Giống như tịnh độ vậy cũng là nhị lực pháp môn Do thần lực Ngài Địa Tạng giúp chúng ta Kết quả thì sao? Bói lại, những gì bói đều tốt Sở cầu đều đạt được Ông ta cầu linh hồn hai đứa con giáng sanh Tây Phương Cuối cùng đã đạt được Hiện đời xa rời khổ não ưu sâu Lập tức Chỉ trong vòng 7 ngày Suy não chính là ưu não Sợ hãi của ông ta được giải trừ hoàn toàn Giải trừ thật sự Chứ không phải chỉ trong tâm được an ổn mà thôi Quả thật linh hồn hai đứa con đã được giảng sanh Quý vị xem Định quyến thuộc của mình Bồ Tát Địa Tạng đều có thể giúp họ được giảng sanh Vậy thì những việc khác như cầu được công việc Được người chồng như ý Được đứa cháu đây đều là những việc nhỏ nhặt, những điều này quý vị đều có thể cầu, nhưng tốt nhất là đừng cầu, chỉ nên cầu giảng sanh tây phương. Bởi thế chúng ta có những nghi vấn, không nên đi bói toán, không nên làm những điều của thế gian, những thứ đó ảnh hưởng tâm thanh tịnh của chúng ta. Càng không nên đến cái gì là thần thông Lên quỷ thông linh dân dân Đều không cần Muốn hỏi thì hỏi Bồ Tát Địa Tạng Quý vị không hỏi Bồ Tát Địa Tạng Vậy thì hỏi ai Vấn đề mà Ngài Địa Tạng không giải đáp được Quý vị hỏi ai khác nhất định cũng không đáp được Nhưng nhất định Bồ Tát Địa Tạng trả lời được Chứ cần quý vị bỏi nhất định đạt được <laughs> 摩三摩地所。<noise>